người, mình là Công, đến từ ban truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay anh em mình đang có mặt tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để thăm lại một công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại mà công ty bọn mình đã thiết kế kiến tạo cho anh Nguyễn Hồng Thái ở khu vực này. Và ngay sau lưng mình đây chính là công trình đó. Thì bây giờ thì xin mời các bạn cùng với mình bước vào bên trong nhà để xin ý kiến của gia chủ cũng như là những cái chia sẻ của gia đình sau khi mà công trình được hoàn tất như thế này nha. Ok, xin mời các bạn. Và ngồi bên cạnh tôi bây giờ chính là cô Thắm, mẹ của anh Thái, chủ đầu tư của công trình này. Thì hôm nay thì anh chị cũng đi làm nên là có mỗi cô ở nhà đón tiếp chúng tôi rất là nồng nhiệt. Thì con chào cô ạ. Vâng ạ, chào ạ. Thì hôm nay về lại thăm gia đình cũng như là thăm lại cái công trình mà con đã tư vấn thiết kế cho anh Thái cũng như gia đình nhà mình. Thì cũng đã rất là đẹp đúng không cô? Vâng ạ. Thì cảm nhận ban đầu con khi mà bước vào công trình này thì quá là tuyệt vời, đúng với lại cái tâm huyết của anh Thái cũng như là gia đình. Từ hôm mà bọn con về đây để khảo sát thiết kế thì hôm nay về đây thì bọn con cũng xin cô mấy cái câu phỏng vấn để làm sao cho bọn con hàng ngày nâng cao cái chuyên môn về thiết kế cũng như là nâng cao cái dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau cái quá trình thiết kế, rồi cái công trình thực tế hiện hữu ở đây, rồi bọn con lại về và thăm lại gia đình để xin những cái ý kiến. Vâng. Thì cô ơi, cô cho hỏi là cái công trình nhà mình, cái thời gian thi công nó kéo dài trong bao nhiêu lâu, cũng như là cái tổng cái mức đầu tư mà gia đình đã đầu tư cho công trình đến cái thời điểm hiện tại bây giờ là nó khoảng bao nhiêu cô nhỉ? Coi nói chung là đầu cái công việc của em làm từ hồi 12 tháng 2. Dạ. À 16 hay là 12. Khoảng giữa tháng 2. Giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 9. Hết tháng 9 là hoàn thiện xong. Nó rơi vào khoảng 6 7 tháng ấy nhỉ. Hơn một nửa năm một xíu. Đấy, từ tháng 2 cho đến cuối tháng 9. Vâng. Là coi như là xong sang ở được. Vậy tức là cái con nghĩ là đội thợ người ta cũng phải làm liên tục ấy nhỉ? Không, đội thợ nó cũng tách ra giữa cách, không làm liên tục đâu. Dạ. Thế là một cái thời gian thi công vậy là cũng nhanh đúng không ạ? Nói chung là cứ đổ mái là nghỉ đủ tiêu chuẩn. Nghỉ đủ tiêu chuẩn là thợ đi, cho nên là đủ tiêu chuẩn là thợ về là thợ làm. Dạ. Với lại những ngày mưa gió hàng cũng bao nhiêu ngày là làm lại phải nghỉ, không làm được hết. Do thời tiết đúng không? Đúng rồi. Đôi khi là nó cũng gián đoạn. Do thời tiết. Nhưng mà tổng thời gian thi công là khoảng 6 đến 7 tháng thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thế cái tổng cái mức đầu tư mà anh chị cũng như là cô chú hỗ trợ đấy là khoảng bao nhiêu nhỉ? Để mình hoàn thiện cái công trình như bây giờ. Nói chung là xong hết đến giờ này em là sang nó ở được là tầm 1.5 tỷ. Và là chuẩn. Dạ vâng. Thì như cô cũng chia sẻ là nó cũng khá là sát với cái bản dự toán của bọn con đúng không? Đúng rồi. Vì cái thời điểm đấy là giá vật tư, sắt thép, rồi cái hạng mục cửa nhôm kính nó cũng tăng giá rất là nhiều. Đầu năm đi thì các giá vật tư nó còn hạ một chút. Đến lúc em nó làm lại cứ mỗi tháng dần dần là nó tăng lên. Đó, cho nên là đầu tiên là giữ ý, là tầm 1.3 tỷ là hoàn chỉnh. Dạ. Nhưng mà đến lúc nào mỗi thứ nó lên một tí là nó đến 1.5 tỷ. Dạ. Còn không là chỉ tỷ, gọi là ra 1.3 tỷ một chút thôi, không đến 1.5 tỷ đâu. Dạ. Đấy, nhưng mà do giá cả thị trường nó như vậy, nó bất ổn cho nên là mình phải chấp nhận vậy thôi. Dạ vâng. Thì con cũng xin hỏi cô thêm một cái câu nữa, đó là hàng xóm rồi anh em bạn bè, cái hôm mà gia đình Khánh Thành về nhà mới thì mọi người cảm nhận như thế nào? Có ai khen, có ai chê gì không, hay là có ai xin mẫu của công trình này về để làm không? Nói chung là khu xóm, anh em bạn bè của em với lại của gia đình cha chú là coi như là 100% là hưởng ứng, là 99.9% là cô nói thật sự. Dạ. Đấy. Không phải là đàn ông các anh hiểu biết là một chuyện, nhưng mà phụ nữ của các cô cũng có, nói chung là không hiểu biết được như các anh thanh niên, nhưng mà nói chung là phụ nữ các cô là cũng hưởng ứng. Nghĩa là mọi người vào đây
Thứ nhất là nhìn từ bên ngoài thấy rất là đẹp rồi. Đúng rồi, đi vào bên trong đây rồi từng không gian, đúng cách rồi. Mà mình bố trí sắp xếp sắp rất xếp là hợp lý, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Còn anh hỏi là có ai xin mẫu hay làm sao tham khảo mẫu tham khảo thì mẫu nói chung là nhiều người mà ngay cái anh đằng sau này đấy làm rồi là giải thợ cái công trình mà đang làm đang ngay sau cách một nhà đây này. Dạ dạ. Cũng đội thợ của bố đây, của bố Thái là làm cho anh ngay đằng sau nhà này. Vâng, khi nghe những cái chia sẻ của cô thì bọn con thấy rất là vui. Cũng như là những cái gì mà anh em công ty bọn con dồn cái kiến tạo cho gia đình cái công trình như này. Em bọn con rất là tự hào. Và trong cái quá trình thi công đây thì đội thợ là cũng anh em người nhà mình cũng là nhiều đúng không? Nhiều đúng thì rồi. Thì mọi người thi công nó có được dễ dàng thuận lợi không cô? Rất là thuận lợi mà lại phục. Mà chủ cũng phục mà đội thợ mà thợ cũng phục gia chủ là dạ. Nói chung là đều hài hòa hết. Hài hòa coi như chung thi công nó thuận lợi. Là thuận tiện đúng rồi. Dễ dàng đúng không? Nhiều cũng nhà nó rất nhiều đúng không? Nhàn. Nói chung là gia thợ nói chung mà làm như nhà Thái này thì đầu óc nó thoải mái vô tư. Nhưng mà trường hợp nói chung là cũng có người nọ người kia. Dạ. Đôi lúc có người gia thợ chủ thì nhiều người gia đình họ cũng có con hết khó tính thật. Đấy, cho nên là cái gia thợ nó cũng tham khảo như vậy, nó cũng nói, nó cũng bình luận vậy. Dạ vâng. Thì hôm nay tiện cái chuyến đi công tác thì bọn con cũng quay lại gia đình. Thì cũng có một cái món quà nhỏ, nhất là cảm ơn anh Thái là cô chú đã tin tưởng sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty bọn con. Thế thì hôm nay bọn con có cơ hội quay trở lại. Thì cũng chúc cô chú cũng như là gửi lời chúc tới anh thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Và biết đâu sắp tới đây thì gia đình có xây thêm một công trình nữa thì bọn con cũng rất là hân hạnh đã được kiến tạo cho cô chú cũng như là anh chị thêm những công trình đẹp. Thì vừa rồi thì mọi người cũng đã nghe những cái chia sẻ của cô Thắm, mẹ của anh Thái, chủ đầu tư công trình này. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng lại khuôn viên như bên trong công trình để giới thiệu cho tất cả mọi người nha. Cái hôm đầu tiên khi anh em chúng tôi nhận cái lời mời về đây khảo sát thiết kế một công trình cho anh Thái, chúng tôi có đo đạc hiện trạng thì khuôn đất của gia đình với cái chiều rộng của khu vực mặt tiền này rơi vào khoảng 8m7 nha các bạn. Chiều sâu tổng thể của khuôn đất mà chúng tôi khảo sát là chiều sâu là khoảng 20m nha. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho anh Thái cũng như là gia đình là chúng ta thiết kế một công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật. Và vị trí của công trình được chúng tôi tư vấn là để lùi ở phía sau để làm sao cho ở khu vực phía trước đây chúng ta làm hàng rào, cổng, vẫn còn một cái khoảng sân ở phía trước rất là rộng. Thì gia đình có thể bố trí khuôn viên sân vườn ở phía trước, bố trí những cái vị trí hàng cây để làm sao cho thêm những cái không gian xanh vào công trình. Thì vị trí tôi đang ở đây chính là cổng của công trình. Thì công trình này chúng tôi thiết kế cổng ở đây là sử dụng là cổng là hệ mái Nhật nha các bạn, làm sao cho nó đồng bộ với công trình chính. Hai cái phần trụ cổng đây đều là hai trụ cổng vuông to khỏe chắc chắn đúng không ạ? Đấu trên đấu dưới thì công trình này chúng tôi cũng thiết kế đơn giản thôi, kết hợp với những cái rãnh ẩm ở giữa chúng ta sơn những cái màu sắc đối lập nhau để làm sao cho khu vực cổng này được nổi bật nhất. Thì mái của khu vực cổng thì cũng có những cái vị trí đèn nha các bạn, bên trên là lợp mái bắn vít. Cổng của công trình thì gia đình sử dụng chất liệu là cổng inox nha các bạn, thì cũng rất là bền đẹp, mang cái phong cách hiện đại đúng không ạ? Toàn bộ cái khu vực hàng rào thì gia đình kết hợp tường xây những cái vị trí bổ trụ và hàng rào ở đây cũng được sử dụng bằng inox 304 nha các bạn, đồng bộ với lại khu vực cổng chính thì cũng rất là hài hòa và hiện đại đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bước vào không gian bên trong để có thể ngắm nhìn không gian sân vườn cũng như là mặt tiền của công trình nha các bạn. Và hiện tại tôi đang đứng ở chính giữa sân của công trình. Thì cũng chia sẻ với bạn một chút thì diện tích sân thì vẫn còn rất là nhiều, thì gia đình cũng bố trí những cái vòng cây rất là lớn để bạn có thể quan sát phía bên trái cũng như bên phải của công trình. Thì công trình này chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Thái với chiều rộng là 7m3 nha các bạn. Chiều sâu của công trình này là 10m04, đấy là chưa tính cái chiều sâu của khu vực sảnh chính này nha các bạn. Và cái mặt tiền này chúng tôi cũng chia đôi ra, bố trí làm hai trục. Trục A đến trục B là 3,75m, trục B trục C là 3,3m nha các bạn. Thì các bạn để thấy tổng thể một công trình biệt thự mái Nhật 2 tầng rất là đẹp đúng không ạ?
Thì màu sắc tổng thể công trình này chúng tôi thiết kế cho gia đình anh nó màu trắng sứ kết hợp với những cái phần màu xanh ghi, mái cũng là màu xanh ghi nha các bạn. Thì công trình này thì do diện tích đất chiều ngang của anh là nó được bị hạn chế thì chúng tôi cũng tư vấn thiết kế là gia đình chỉ sử dụng một sảnh chính thôi, cũng thiết kế vị trí sảnh chính rất là to đẹp, hướng thẳng ra không gian của khu vực cổng, đúng không ạ? Các bạn thì thấy cái khu vực tường móng xung quanh công trình đây thì chúng tôi cũng thiết kế cho anh sử dụng cái loại gạch đá bóc này các bạn. Thì ốp chúng ta thêm những cái mảng màu sắc tối ở bên dưới cái phần tường móng của công trình, giúp công trình cũng luôn được sạch sẽ, không có cái hiện tượng rêu mốc cũng như là thấm vào bên trong. Tiếp tới cái phần bên trên thì các bạn thấy trên tường đây, phần chân tường tôi cũng có sử dụng những cái loại gạch thẻ giả đá, đúng không ạ? Bên dưới những vị trí cửa sổ và bên trên vị trí cửa sổ sẽ là những cái điểm nhấn cho cái khu vực mặt trước của công trình. Thì ngoài ra thì các bạn có thể để ý thấy là toàn bộ những cái phần phân tầng chúng tôi cũng có đắp những cái phào chỉ cũng như là sơn những cái màu đối lập với lại cái phần tường màu xanh ghi, đúng không ạ? Bên trên bên dưới cái sàn áp mái cũng thế, để thêm những cái màu sắc, thêm những cái mảng miếng giúp công trình của được đẹp hơn. Toàn bộ vị trí cửa sổ đây chúng tôi cũng thiết kế những vị trí phào chỉ rất là dài, đúng không ạ? Kích thước thì chúng tôi thiết kế 5 phân rồi 3 phân rồi chiều dày nó rơi vào khoảng 1 phân nha các bạn. Thì, cửa của công trình này thì gia đình anh Thái cũng mong muốn là cái hệ cửa chính thì anh muốn làm bằng cửa gỗ. Tất cả những hạng mục cửa còn lại gia đình sẽ sử dụng nhôm hệ nha. Và toàn bộ khuôn viên hai bên nhà thì cũng đều được sơn hết là màu trắng nha các bạn. Thì trên mái thì nổi bật thì các bạn để thấy là hệ mái Nhật được chúng tôi tính toán thiết kế giật cấp ở cái khu vực lồi ra bên trên tầng 2, thì tạo thêm những cái điểm nhấn ở trên mái. Thì các bạn có thể nhìn qua những cái góc mà chúng tôi quay bằng flycam nha. Thì bên trên tầng 2 thì các bạn có thể thấy là chúng tôi cũng bố trí thiết kế cho gia đình anh là cái hệ lam bê tông bên trên, nó là mái kính để che mưa che nắng, ta có thể làm cái không gian chơi ở cái khu vực ban công của tầng 2 nhá. Thì công trình này thì anh cũng mong muốn là làm sao cho nó đơn giản thôi, nhưng mà nó vẫn phải thể hiện được cái sự hiện đại. Thì cái phần ban công thì chúng tôi cũng kết hợp tường xây những cái đường phào chỉ bên trên bên dưới, rồi sơn cái màu xanh ghi cũng đơn giản nhưng mà rất là đẹp, đúng không ạ? Toàn bộ cái phần bên trên mái thì cái phần diềm thì chúng tôi cũng đua ra kết hợp với những cái vị trí đèn downlight rất là đẹp. Thì công trình này chúng tôi cũng tư vấn thiết kế cho anh cái hệ bậc ngũ cấp để làm sao cho công trình của anh luôn được cao ráo thoáng mát. Thì chiều cao ở đây sẽ rơi vào 0,75 phân nha các bạn. Thì mỗi bậc sẽ cao là 15 phân. Tiện đây tôi sẽ chia sẻ về chiều cao của tầng 1. Chúng tôi thiết kế cho anh với là chiều cao là 3,8 m. Thì anh cũng mong muốn là cái sàn ở bên trong nhà thì anh không sử dụng là trần thạch cao, anh chỉ làm đơn giản với những cái đường phào chỉ thôi. Thì với chiều cao 3,8 m thì cũng rất là hợp lý rồi nhá các bạn. Thì ai mà làm trần thạch cao thì các bạn có thể nâng cái chiều cao lên khoảng 4,2 m, 4,5 m đều được. Tiếp tới là tầng 2 thì chiều cao chúng tôi thiết kế là 3,6 m. Và chiều cao của cái phần mái, cái đỉnh mái cao nhất là cao 2,4 m nha các bạn. Thì không gian sảnh chính này thì hiện tại thì anh cũng đã ốp đá những cái mảng rất là lớn, đúng không ạ? Nó đồng bộ với lại cái khu vực bậc. Khu vực sảnh chính này thì cũng được thiết kế với những cái cột đỡ sảnh này rất là lớn, đúng không ạ? To khỏe chắc chắn. Đấy, đấu trên đấu dưới đấy ạ, những cái phào rất là lớn để lại những cái góc nhìn rất là gần guốc và khỏe khoắn, đúng không ạ? Hai cột hai bên. Phía trước thì gia đình cũng chúng tôi cũng thiết kế cái vị trí đèn để làm sao cho khu vực sảnh nó được sáng hơn. Mái thì mái của sảnh tôi cũng sử dụng mái Nhật, bên dưới cũng có đèn đào lai nha, làm sao cho nó đẹp hơn cũng như là nó phù hợp hơn với lại cái công trình mái Nhật. Tiếp tới là cái phần cửa chính công trình. Thì cửa chính đây chúng tôi thiết kế cho anh nó là cửa gỗ 4 cánh. Thì ta có thể mở hết 4 cánh ra nhá, thì cũng rất là rộng, đúng không ạ? Khi tôi đứng ở đây thì cảm giác là rất là mát mẻ. Và bây giờ tôi xin mời các bạn bước vào bên trong nhà, chúng ta cùng khám phá những cái không gian bên trong nha.
Thì vị trí tôi đang đứng đây chính là phòng khách của công trình. Thì phòng khách này chúng tôi thiết kế cho gia đình với diện tích là 22,04 m nha các bạn. Thì đây là vị trí chúng tôi sẽ bố trí những bộ bàn ghế. Phòng khách này thì chúng tôi cũng bố trí thêm những cái vị trí cửa sổ ở bên trái, bên hông công trình. Hai vị trí cửa sổ nhá. Thì đảm bảo là khu vực phòng khách này sẽ rất là sáng cũng như là thoáng nhá. Thì anh Thái có chia sẻ là ban ngày không cần bật điện thì vẫn là sinh hoạt bình thường trong cái khu vực phòng ban của gia đình anh. Thì không gian tiếp theo tôi giới thiệu với tất cả mọi người đó là khu vực bếp cộng ăn ngay phía sau không gian phòng khách, thì được ngăn cách với nhau bởi một cái hệ lam bằng gỗ. Thì anh cũng đã trang trí rất là nhiều đồ, những cái chai rượu, những cái bức tượng mà anh đã sưu tầm được, kệ tivi cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Anh cũng mong muốn chia sẻ với chúng tôi từ khi chúng tôi về đây khảo sát, đó là muốn một không gian phòng khách được rộng rãi, thông thoáng với lại cái khu vực bếp này. Cảm giác cái không gian nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Và vị trí tôi đang đứng đây chính là khu vực bếp cộng ăn với tổng diện tích là 19,03 m² nha các bạn. Thì vị trí này sẽ kê cái bộ bàn ghế ăn đấy ạ. Là khoảng là 10 người ngồi thoải mái nha các bạn. Cũng được bố trí thêm những cái vị trí cửa sổ để đảm bảo khu vực này rất là sáng. Đây, hiện tại ban ngày đây cũng đang rất là sáng đúng không ạ? Thì toàn bộ khu vực phòng khách cũng như là khu vực liên kết liên thông với lại bếp đây thì anh đều lát gạch giả đá cái loại khổ lớn nha các bạn, kích thước 80x80. Hệ trần khu vực phòng khách cũng như là khu vực bếp này đều được làm đồng bộ. Anh sử dụng những cái phào chạy xung quanh giật cấp và kết hợp đèn downlight. Đây là trần bê tông nha các bạn, không phải là trần thạch cao đâu ạ. Và ngay bên cạnh đây chính là không gian nấu nướng. Thì gia đình cũng đã thiết kế nội thất, vị trí tủ lạnh, không gian bếp thì cũng có tủ bếp dưới, tủ bếp trên, mặt bàn bằng đá nhá. Cũng có những cái vị trí ô thoáng để làm sao cho được thông thoáng, đỡ mùi. Và không gian tiếp theo đó là khu vực nhà vệ sinh chung của công trình, cũng được bố trí rất là gọn đúng không ạ? Đó, ngay cạnh cái không gian chúng ta sinh hoạt chính ở khu vực nấu nướng cũng như là ăn uống cũng được bố trí đầy đủ thiết bị sen tắm mọi thứ nha các bạn. Và tiếp theo nữa, ngay cạnh cái khu bếp này thì hướng ra sau sẽ là một cái lối ra ngoài đằng sau. Ngoài này gia đình cũng bố trí bể nước cũng như là sân khô, sân ướt để ra khi mà gia đình có việc chúng ta có thể làm rau cũng như là thịt gà, thịt ngan ở ngoài này. Rất là tiện và hợp lý đúng không ạ? Và không gian cuối cùng của tầng 1 này đó là một phòng ngủ. Chúng tôi thiết kế với diện tích là 11,24 m². Thì đây cũng là phòng ngủ của anh Thái cũng như là hai vợ chồng anh nhá. Thì cũng được bố trí là giường, tủ đầy đủ, vị trí cửa sổ theo hướng mặt trước của công trình để thêm cái ánh sáng tự nhiên cũng như là những cái không khí được mát mẻ cũng như là thoáng đãng hơn. Thì hệ trần đây cũng là trần bê tông đắp vào chỉ kết hợp đèn downlight. Mới ban đầu vào thì tôi tưởng đây là trần thạch cao nhưng mà không phải đâu ạ. Và cái nền sàn cũng làm tương tự. Và khu vực gầm cầu thang đây thì anh cũng đã tận dụng để quạt cũng như là bố trí thêm bàn học cho cháu học ngoài này cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Ồ, điện tủ điện trung tâm thì cũng được bố trí ở phía này. Cũng không quên bố trí, tôi cũng thiết kế thêm những cái đèn để có thể sáng khu vực này nha các bạn. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà các bạn có thể lưu ý khi làm nhà mà kết hợp phòng khách cũng như là bên dưới tầng 1 có phòng ngủ là tận dụng cái khu vực cầu thang này, gầm cầu thang đúng không ạ? Cái vế mà vế bên trên ta mở cái cửa, cái lối giao thông vào trong phòng ngủ. Nhiều nhà là sẽ làm ở cái lối này thì nó rất là bất tiện đúng không ạ? Ngay phòng khách mà lối ra vào phòng ngủ ở đây thì nó không hợp lý. Tôi luôn tư vấn cho khách hàng muốn có phòng ngủ ngay cạnh cầu thang, chúng ta sẽ đi vào bên trong này và lên. Tiếp tới là không gian cầu thang. Thì vào đây tôi cũng rất là ấn tượng. Hiện tại thì gia đình cũng đã ốp toàn bộ gỗ ở trên mặt đúng không ạ? Phần cổ bậc thì được sơn màu trắng. Đấy, cũng rất là nổi bật cũng như là đẹp mắt. Phần lan can đây, tay vịn đây thì đều cũng bằng gỗ hết các bạn. Kết hợp với những cái con song rất là mềm mại đúng không ạ? Thì khu vực cầu thang này anh cũng có những cái vị trí hiện tại anh vẫn đang chưa treo tranh nhưng mà dự định cũng như chúng tôi thiết kế ở đây là những cái đèn hắt, những cái đèn downlight và những cái khuôn tranh rích rắc ở khu vực cầu thang này để trang trí thêm
Và nơi tôi đang đứng đây chính là tầng 2 của công trình này. Thì các bạn có thể thấy khi mà di chuyển trong khu vực cầu thang này thì các bạn sẽ thấy một cái ô thoáng bằng kính rất là lớn, đúng không ạ? Chúng tôi tư vấn cho anh để làm sao cho khu vực cầu thang này nha anh luôn sáng luôn thoáng, kể cả là cái thời tiết mùa hè chúng ta chỉ cần mở hé cái ô thoáng bên dưới hoặc là ô thoáng bên trên kia, chúng ta có thể hé ra một chút thì rất là sáng, đúng không ạ? Cũng kết hợp với đó là cái song bằng inox để bảo vệ. Thì đây các bạn có thể tham khảo cái khu vực này nhá. Nếu mà bên cạnh cái miếng đất nhà mình nó được thoáng thì bạn có thể làm một cái ô rất là lớn này, lấy thêm ánh sáng vào trong khu vực cầu thang cũng như là các phòng ban khác ở bên dưới cũng như bên trên tầng 2 này. Thì không gian đầu tiên tôi giới thiệu với tất cả mọi người đó là khu vực phòng thờ. Thì phòng thờ đây chúng tôi thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 9,64 m², đúng không ạ? Đây là vị trí của ban thờ, là theo hướng công trình cũng như là phù hợp với lại tuổi của gia chủ này các bạn. Thì cũng bố trí thêm những cái vị trí cửa sổ để làm sao khi chúng ta thắp hương, thắp khói cho các cụ, chúng ta thể mở hé ra sẽ thông thoáng rất là nhiều. Và phía trước đây là được hưởng chọn một cái ban công của khu vực tầng 2. Thì ban công này thì... Và phía ngoài là một cái ban công của tầng 2 rất là rộng, đúng không ạ? Bên trên có cái hệ lam kết hợp với kính để che. Ok, tiếp tới là không gian một phòng ngủ khác. Đây là phòng ngủ được thiết kế cho con trai của anh với diện tích là 11,24 m². Chúng tôi cũng đã bố trí những vị trí ổ điện. Đây sẽ là vị trí của giường, đây là vị trí của tivi, cái tivi đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có thể bố trí thêm cái vị trí bàn học, và không thể thiếu là những cái vị trí cửa sổ đây, nằm phía trước của công trình, nó cân xứng đối xứng với cửa của phòng ngủ của vợ chồng anh, rất là sáng cũng như là thoáng ạ. Đây hiện tại thì cũng chưa được sử dụng nhưng mà vào đây cảm giác rất là thoáng và sáng nhé. Không gian tiếp theo giới thiệu cho mọi người đó là phòng ngủ của cô con gái gia đình anh. Thì phòng ngủ này thì hiện tại thì anh cũng chưa sử dụng, tại vì các cháu đang ở với anh chị ở dưới tầng 1. Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 10,75 m², thì cũng đã bố trí hết rồi các bạn, chỉ cần thêm giường thêm tủ vào là sinh hoạt bình thường nhá. Những cái vị trí chờ điều hòa đã rất là đầy đủ rồi. Thì gạch ốp lát của tầng 2 cũng như là cái phần tầng phần trần của tầng 2 đây cũng làm đồng bộ bên dưới, trần vẫn là trần bê tông kết hợp những phào chỉ. Không gian tiếp theo đó là nhà vệ sinh chung của tầng 2, cũng đã được bố trí đầy đủ thiết bị nha các bạn. Nhà vệ sinh cũng đã được làm sạch cấp, đúng không ạ? Và cái không gian cuối cùng giới thiệu với tất cả mọi người ở trên tầng 2 đó là khu vực vơi giặt. Thì cũng bố trí những vị trí đặt máy giặt này, kết hợp với cái hệ khung sắt, khung inox để bảo vệ, thì giúp chúng ta phơi phóng ở khu vực ngoài này sẽ thoáng hơn cũng như là bảo vệ công trình tốt hơn cho các bạn. Thì ngoài này thì cũng có cái lỗ để thăm mái. Thì hiện tại thì gia đình cũng đang sử dụng và sinh hoạt bên dưới nên là cũng chưa bố trí được thiết bị trên này. Và vừa rồi thì tôi cũng đi sơ bộ qua toàn bộ khuôn viên cũng như là công trình này, cách chúng tôi bố trí công năng những cái vị trí phòng ban phù hợp với lại gia đình của anh Thái. Thì tôi hy vọng đây sẽ là một cái mẫu nhà đẹp để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn mong muốn một công trình tương tự trên một cái khuôn đất tương tự thì các bạn có thể tham khảo công trình này nha. Hoặc là cần một cái đơn vị thiết kế chuyên nghiệp, thi công trọn gói chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ về khảo sát thiết kế cho anh chị một công trình đẹp nhất phù hợp với lại phong cách, tính cách của anh chị. Ok, xin chào tất cả mọi người. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.